nhà Phật ăn chay. Nhưng mà tại sao có một số nhánh không có ăn chay? Thí dụ như là Phật giáo Tây Tạng, lần có qua bên Ấn Độ và tới cái nơi của Đức Dalai Lama thì mấy vị đó ăn rất là bình thường, không ăn chay gì hết. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, Phật giáo du nhập ở đâu? Tùy quốc độ, tùy hoàn cảnh. Xứ Tây Tạng là xứ núi, người ta đâu có đất mà trồng ra. Cho nên buộc lòng người ta không còn cách khác, người ta phải duy trì sự sống, người ta phải ăn. Nhưng người ta ăn là gì? Nuôi cái đời sống, chứ người ta không thỏa mãn cái ngon dở gì trong đó cả. Chỉ vì có sự sống mà ăn thôi. Hoàn cảnh mỗi nơi nó mỗi khác. Rồi bây giờ ví dụ như mình ở đây, mình đi chợ mình mua rau, mình đi chợ mình nấu ăn, thì mình có quyền chọn món ăn. Thì thôi hãy chọn những món ăn nào nó hiền lành mình ăn vậy thôi. Nhưng mà nếu lỡ thí dụ một lúc mà mình rơi trong một cái hoàn cảnh nào đó mà không thể thì chương đó phải tính khác. Các thầy đi khất thực, các thầy đâu có được đòi hỏi, đã nói là khất thực là xin ăn. Mà người ta có cái gì người ta cúng thì mình nhận cái nấy chứ, mình đâu có thể nói với người ta là hỏi món gì đây, cái này thịt hả tôi cũng lấy, thì không phải cái tinh thần khất thực. Khất thực á là mình phải đi thứ đệ. Thứ đệ là gì? Từng nhà, nhà một rồi qua nhà hai, đầy bát rồi cho người ta cho mình ăn gì mình ăn đó, hay là mình không được ăn không, người ta cho cái tại đó là chú đi khất thực là chú đi xin, thậm chí ngay đi xin chú còn không được lựa nhà nữa đó, chú không ở đây, cái địa chỉ này là chuyên môn cho đồ ngon nè, mai mốt tới đây, cái địa chỉ này cho đồ dở lắm đừng ghét, không đúng với tinh thần khất thực. Khất thực là thứ đệ khất thực, nghĩa là anh đi nhà một rồi thì phải tới nhà thứ hai. Nếu mình đứng trong vòng mấy phút, nhà thứ hai không cho, mình đi qua nhà thứ ba. Đi đến khi nào hết giờ, thí dụ 9 tới 11, không quá ngọ, không quá 12 giờ. Thiếu đủ gì cũng phải lo về. Rồi về rồi bắt đầu mình mới trộn thức ăn đó, nhiều thì mình chia cho các thầy khác, ai không đi khất thực. Mình giữ đủ phần của mình, phần dư mình chia sẻ cho các vị khác. Cho nên cái bình bát được dịch là gì? Bình bát được dịch nghĩa là ứng lượng khí. Cái dụng cụ này đựng thức ăn đủ sức lượng cho mình ăn thôi, gọi là bát. Chữ bát nó không có nghĩa theo tiếng Việt Nam là cái chén. Chữ bát là phiên âm từ tiếng Phạn Bát Đa La, mà mình dịch nghĩa là ứng lượng khí. Khí là vật dụng. Vật dụng này đựng thức ăn đủ cái khả năng ăn của mình. Ứng mà ứng là ứng hợp, lượng là số lượng. Vật dụng này đựng số lượng ăn ứng hợp với sức khỏe và cái khả năng ăn của mình. Còn dư mình chia sẻ. Và cái bình bát đó chỉ được nhận thức ăn thôi, không được nhận tiền. Dạ đúng. Tại vì chú nói là đi khất thực, chứ chú đâu có nói đi khất cái khác. Để thôi. Tại vì trong luật dạy, cái đó là khi mình đi tu á, ngày nay dù mình không còn đi khất thực, nhưng ở trong cái phần oai nghi của người tu nó có cái phần gọi là danh tướng y bát, nghĩa là danh là tên á, tên gọi và hình tướng của cái y và cái bát mình phải biết. Tại vì sao? Người tu nó có mấy món mà, một là y, hai là bát, không? Người tu á lấy cái y phủ lên người để bảo hộ cái đời sống thanh tịnh tu tập của mình. Lá y đó là cái protect, bảo vệ đời sống của mình. Bình bát là để nuôi thân. Như vậy con người á, cần nuôi thân và nuôi tâm. Lấy bình bát làm biểu tượng để nuôi thân, lấy cái y làm cái giới luật nuôi tâm. Cho nên người tu có y có bát. Dù ngày nay anh không còn ôm bát đi khất thực, nhưng danh là tên gọi, tướng là hình tướng của nó, anh phải biết. Vì đó là bổn phận của người tu. Giờ Việt Nam thì biến đổi, thành ra đâu còn bát, bây giờ ôm cái nồi cơm, nồi cơm điện. Nồi cơm điện. Không, tại vì có thể là sư Minh Tuệ đó là chắc
cũng trong cái thợ thế không có. Thì cái sự việc đó là chỉ như vậy thôi. Thì chúng ta mình học Phật cứ ở trong phạm vi Phật học mình bàn. Và khi mà xin như vậy là chỉ nhận thức ăn nhưng mà thức ăn mặn cũng phải nhận luôn. Đó nãy hỏi rồi đó. Nhận rồi có ăn không? Đã nói là mình đã đi khất thực, ai cho gì ăn nấy không có chọn. Cho nên các nước thí dụ như Campuchia, Lào, Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ, các quốc gia đó vẫn giữ theo truyền thống đi khất thực và không phân biệt chay mặn. Ai cho gì ăn nấy. Còn các quốc gia như Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, mình đã đi đến cái update. Mình là có một cái hội nhập với đời sống này hơn. Thì mình đã reform cái y phục và mình không còn đi khất thực, thì mình phải đi chợ mình mua thức ăn. Thì từ đó bắt đầu mình tập ăn chay. Về thời của Phật á, lý do Phật ăn á, là bởi vì nó cũng có nguyên do, là vì á, Đức Phật chủ trương á, là chỉ cần có một miếng cơm nuôi thân mạng để mình có thời giờ mình tu tập. Điều thứ hai, đã đi khất thực thì không nên phân biệt. Điều thứ ba, người dân Ấn Độ thời đó người ta rất là nghèo, người ta nhịn cái phần ăn người ta để cho mình, thì không có lý do gì mình còn phải đòi hỏi món này món kia. Hiểu ý không? Rồi tại sao mà các thầy không ăn, không có đi khất thực buổi chiều? Bởi vì thứ nhất, đã người dân nghèo, một bữa họ lo còn chưa xong. Mình đã là người đi xin để ăn một buổi thôi, rồi bây giờ mình đi thêm buổi chiều nữa thì tội cho họ quá. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, các vị thời của Đức Phật không có làm việc nhiều, phần lớn là chỉ ngồi thiền, hành thiền, thuyết pháp, không cần phải tiêu hóa, không có cái dùng cái gì để tiêu hao, cho nên đâu có đói mà phải cần cho ăn buổi chiều. Điều thứ ba, buổi chiều mình ăn quá no thì nó sanh ra buồn ngủ, giải đãi, ngồi thiền khó tỉnh táo. Điều thứ tư, mình không ăn dư cất lại là vì thời Phật không có tủ lạnh, không có máy hâm, cho nên chúng ta không ăn đồ ăn cách đêm là vì sợ mang bệnh, không thể tu tập. Như vậy á, mình hiểu được cái bối cảnh của Đức Phật, mình hiểu được hoàn cảnh của mình ở đây, cho nên mình có thể uyển chuyển cách hành trì tu tập. Thí dụ mình cất thức ăn trong tủ lạnh, nói không, Phật dạy rồi không được ăn cách đêm. Như vậy mình không hiểu cái bối cảnh thời Phật và cách hành trì đạo Phật. Đức Phật không có tủ lạnh, không có máy hâm thì mấy ngày mới nói vậy. Còn ngày nay mình có tủ lạnh, mình có máy hâm thì mình cứ cất ngay mình hâm ăn. Hiểu ý không? Như vậy mới gọi là cái tinh thần người hiểu. Cho nên học giáo pháp rất cần, nhưng quan trọng là anh hiểu giáo pháp và ứng dụng. Anh học cách nấu ăn, công thức người ta dạy vậy đó, nhưng khi anh trở về nhà anh, tự anh phải biết anh thích đường nhiều hay đường ít. Gia đình anh mấy người ăn mà anh gia giảm lượng đường, lượng bột, như vậy anh mới gọi là người biết nấu ăn. Đâu phải người ta dạy là 5kg bột, cái về nhà có 2 người ăn cũng đem thành 5kg bột. Rồi mình giảm bột mà quên giảm đường, hay là mình giảm đường mà quên giảm bột, ví dụ vậy. Cho nên Phật giáo rất là uyển chuyển, và cái cách tùy theo cái cách sống, chứ không phải cái khuôn như vậy.